Còn khu vực trước mặt chúng ta đây là khu vực bán đồ khô, rau cỏ củ quả các bạn nhé. Đây, đây này, đồ khô, rau cỏ củ quả. Tôi sẽ đưa các bạn đi vòng quanh một vòng xem chợ phiên Cao Bằng có gì đặc biệt để bán nhá. Ở đây, đây. Ở đây có sắn để bán này. Đấy, có những cái loại rau rất là đặc biệt. Đây, những loại rau có củ quả rất là đặc biệt của cô của dân tộc Hơ Mông bán ở đây. Đấy. Có nghệ, có gừng, đấy, măng khô. Rau cải, đặc biệt là rau cải rất là nhiều các bạn nhé. Đấy, rau cải rất là nhiều. Đấy. À, cháu xin phép hai chú quay qua chợ phiên một chút, quản lý chợ. Cháu quay không có mục đích gì mà mục đích giải trí thôi. Vừa rồi có hai chú bán thịt lợn, không cho cháu quay. Mà cháu phải xin phép quản lý chợ chứ, nhưng mà không biết là ở đâu cho cháu vừa đi chợ đây này mà quay mà. Không, không có đi gì mà cháu mới cũng lên đâu. Vâng ạ. Đây các bạn. Đây các bạn này. Đây. Bà con người dân tộc chủ yếu là dân tộc Mông rất là nhiều, dân tộc Hơ Mông rất là nhiều các bạn nhé. Ồ, ở đây có bán những cái củ gì mà tôi thấy rất là đặc biệt. Củ mai à? Không phải củ mai. À, củ từ nhỉ? Không phải củ mai, củ mai khác. Củ mai là cái củ nhỏ nhỏ thôi, củ sắn, củ mai. Còn đây là củ từ rất là to. Ô, chín nhỉ cô? Chín rồi mà. Ôi dồi ôi, rất là đặc biệt các bạn ơi. Chị ơi, xin phép họ gọi bằng chị thôi. Ngày nào, chợ phiên nào mình bán củ từ ở đây ạ? Theo mùa thôi nhỉ, củ này theo mùa thôi. Đấy các bạn ơi. Đấy, có một chị người dân tộc Hơ Mông nhá, xinh xắn, bán hàng ở đây ạ. Bán một mặt hàng rất là đặc biệt, đó là củ từ. Mà củ từ này thì chín rồi. Chị em cầm vào một tí nhá. Cái to 10.000. Củ từ các bạn nhá, chín rồi. Chị luộc rồi phải không? Mình luộc thế này thì mình luộc một lúc nhiều, thế này mình cho vào cái nồi to để luộc ạ. Mình bán theo cân hay là bán theo củ hả chị? Cái ví dụ củ này là bao nhiêu tiền hả chị? 15.000. Con củ to kia bao nhiêu tiền hả chị? Con này 10.000 đó. 10.000. Vâng, vâng. Rồi đây. Bên này không có, bên này là chưa chín phải không? Bên này chưa chín. Vâng, bên này. Ba bốn củ chưa chín thôi. À đây ạ. Vâng, đây rau má này. Đấy hừng nghê này, rau má rất nhiều. Đây các bạn này có ớt này, đấy. Đây những củ từ đây này. À có củ chưa chín các bạn nhá. Đây, ở đây chín rồi. Chín rồi ba nhỉ? Dạ. Rất là đặc biệt các bạn nhá. Củ từ này lâu lắm rồi tôi mới thấy họ bán củ từ. Đấy, lúc còn nhỏ tôi đã từng được ăn rồi các bạn nhá. Đấy, đây ạ. Có ba bán hàng ở đây ạ. Bán củ từ các bạn nhá, rất là đặc biệt. Đây, chị này. Có cả ớt bán các bạn nhá. Ớt chỉ thiên đấy. Bà ơi, cái đỗ, cái đậu gì đây ạ? Cây này mình trồng hay là ở trên rừng ạ? À, cây này mình trồng thôi phải không ạ? Tôi chẳng biết là cái đỗ gì đây. Tiếng dân tộc Hơ Mông mình là nói tiếng gì ạ? Nói như thế nào ạ? Tọc vài. Tọc vài. À, cái đỗ tọc vài các bạn ạ. Đỗ tọc vài của dân tộc người Hơ Mông. Dạ. Đây tin lại sư mi. À van mơ. À rất. À vâng vâng. Các bạn ấy bà bảo là cái này rất là ngọt, cái đỗ này rất là ngọt, rất là thơm. Mình luộc lên hoặc là xào đều được hết phải không bà? À, rất là ngon, rất là ngọt phải không chị? Một chùm này là bao nhiêu tiền hả bà?
5.000 các bạn ơi. Các bạn lên chợ phiên đi vào, nói chung là đi vào Bảo Lâm công tác thì hãy tìm đến khu vực chợ xanh, chợ nông sản nhé, gọi là chính xác là chợ nông sản ở thị trấn Bảo Lâm các bạn nhé. Bảo Lâm Cao Bằng rất là nhiều mặt hàng rất là đặc sắc. À, rất là ngon, bà bảo rất là ngon. Dạ, dạ cảm ơn bà. Bà đây khai nữa. Đây khai lan phê liều in con. À, đây khai, ở đây khai, đây khai. Đấy, chúc bà bán đắt hàng. Đấy. À, đây, có cả đỗ tương bán các bạn ơi. Đỗ tương này. Đây. Rồi những chị, những cô đem cả con đi chợ, cõng cả con đi chợ bạn đây này nhé. Đây có khoai à, khoai lang hả bạn? À, khoai lang á, khoai lang tím á? À, có khoai lang tím bán đấy. À, rồi rồi rồi, chúc bạn bán đắt hàng nhá. Loại khoai này nhỏ nhỏ, có chuối này nhỏ nhỏ, khoai lang tím đấy, rau cải các bạn nhá, tẩm bóp, rau mùi, nói chung là những nông sản khá là đặc biệt. Đây có nghệ gừng đấy, tẩm bóp, rau cỏ củ quả đấy của chị. Chị ăn mặc đẹp quá. Ăn mặc rất là đẹp rồi. Đấy. Đấy, các cô các chị ăn mặc rất là đẹp đi chợ bán hàng. Đấy. Chúc chị bán đắt hàng nhá. Đấy. Đây. Ở đây là có một gì nhỉ? Ở đây có cái củ gì ấy? Anh ơi, chị ơi, cái củ đây củ gì hả chị? Củ này. Dạ. Đây các bạn ơi, đây này. Có những cái nông sản rất là đặc biệt. Xem có thơm không ạ? Không, không có mùi vị thơm lắm. Nó chỉ đẹp bình thường. Cái gốc cây, cái củ hay là cái củ hạt thủ ô. À, hạt thủ ô á? Hạt thủ ô tươi nhỉ? Lúc còn tươi chưa khô. Hạt thủ ô. Đấy. Người ta bảo là hạt thủ ô là loại thuốc để làm uống vào để tóc đen tóc ấy. Đấy, trên đây củ này các bạn nhé, còn tươi. Cao Bằng có khá là nhiều hạt thủ ô. Đấy, ai có nhu cầu mua hạt thủ ô thì cứ liên hệ với tôi nhé, số điện thoại ở phía dưới video ấy. Đây. Đấy, vùng nghệ đậu. Đây là cây cây mạch cạn à. Cái này cái chổi hay là đem đi bán à anh? À, cái này mình mua đem về cho họ à? Không, cái này mình tự làm thôi. À, tự làm. Cái chổi đúng không? Quét nhà đúng không? Cái chổi quét nhà. Cái hạt này hình như ăn được mà. Ăn được nhưng mà mình trồng nhiều mới được nhỉ? À, đây. Vâng, vâng. Mình trồng ít thôi phải không? Cái này bây giờ mình chỉ dùng để quét nhà thôi. À, cái chổi quét nhà thôi các bạn ạ. Đấy. Như kiểu hạt nếp ấy, à, gạo nếp ấy. Nhưng... Đấy, cái này cây... Cái nhà thôi, cái lông một tí, hơn nam tí. Vâng, vâng. Tôi quên mất tên cây này rồi. Cây này lúc còn nhỏ tôi không thấy. Mạch cảng hay cái gì ấy. Ồ, em bé. Rất hay nhé. Đây, hình ảnh rất là đặc sắc. Đấy, có hoa bí bán các bạn nhá. Có đất hàng nhá. Dạ. Đây ạ, cô này ạ. Các bạn này có rau cải, rau mùi, có bưởi, tẩm bóp, hoa bí, đặc biệt là hoa bí bán khá là nhiều. Ô, mùa này vẫn còn hoa bí nhỉ? Mùa này lạnh nhỉ, vẫn còn hoa bí ạ? À, vẫn có đấy. Dạ. Một bó hoa bí này bao nhiêu tiền ạ? 5.000 ạ. À, 5.000 một bó hoa bí các bạn ơi. 5.000 một bó hoa bí. À, tôi xin phép lại cầm lên một tí. Một bó hoa bí rất là to các bạn ạ. Một bó hoa bí rất là to như thế này này, 5.000 đó các bạn nhá. Được bà con người dân tộc H'mông đem đi bán.
rất là đặc sắc, rất là đặc biệt các bạn ạ. Nhiều người các bạn nha, đấy rau mùi rất là nhiều, đặc biệt là rau cải các bạn ạ, gừng nghệ đấy, rau má rất là nhiều. Hình ảnh khu vực chợ xanh, chợ nông sản Cao Bằng đây, à nông sản Bảo Lâm Cao Bằng đây. Đây, ở đây có bán này. Còn tâm là phẹt phẹt lắm, tâm khuôn án mưu thì chứ tham đấy nó là.